Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Minh Hạnh TV, kênh chia sẻ thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Tu viện Vĩnh Nghiêm, quận 12. Năm 1971, Hòa thượng Thích Tâm Giác, sinh năm 1917 và mất năm 1973, mua khoảng 12 hecta, khoảng 120.000 m2 tại xã Tân Thế Hiệp, Tổng Bình Thạnh Trung, tỉnh Gia Định để xây dựng tu viện và làm nghĩa trang Vĩnh Nghiêm. Công việc đang tiến hành, vô thường chợt đến. Ngày 20 tháng 10 năm Quý Sửu, tức ngày 14 tháng 11 năm 1973, Hòa thượng viên tịch. Thể theo di nguyện của ngài, Hòa thượng Thích Thanh Kiểm sinh năm 1920 và mất năm 2000, đồng khai sơn và chủ trì đời thứ hai của tổ đình Vĩnh Nghiêm, đã an táng và xây dựng lăng mộ cúng dường ngài tại vị trí đầu khu đất ngày nay thuộc góc đường HT31 và Lê Văn Khương. Sau năm 1975, chính quyền địa phương bây giờ gọi là xã Tân Thế Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, trưng dụng phần lớn khu đất của chùa để thành lập hợp tác xã nông nghiệp, làm trường tiểu học Nguyễn Trãi, trường trung học phổ thông Võ Trường Toản, phòng giáo dục của địa phương. Chỉ để lại cho chùa 10.000 m2 làm nghĩa trang và 20.000 m2 để canh tác lấy hoa lợi, mua nhang đèn cúng Phật và tự cung tự cấp. Từ năm 1975 cho đến năm 1980, Hòa thượng Thích Thanh Kiểm và đệ tử hàng ngày đạp xe lên đây trồng rau, khoai để sinh sống. Khó khăn theo năm tháng ra đi, đất nước bước vào vận hội mới, hòa nhập kinh tế thế giới. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, Hòa thượng Thanh Kiểm lại trở về thư phòng bên nghiên mực, viết kinh, dịch sách, và ngài dạy thầy Thanh Phong và thầy Đức Thiện trồng bạch đàn để giữ đất. Năm 1997, địa phương này được đổi tên thành phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1998, Hòa thượng Thích Thanh Kiểm lại tiếp tục đệ đơn xin thành lập tu viện. Công việc đang tiến hành thì ngày mùng 5 tháng Chạp năm Canh Thìn, tức ngày 30 tháng 12 năm 2000, ngài viên tịch kế thừa trụ trì, thực hiện di nguyện của thầy tổ, thầy Thanh Phong lại tiếp tục nộp đơn xin xây dựng tu viện. Gần 10 năm xin phép với đủ các loại thủ tục, cuối cùng đến năm 2009, tu viện được phép xây dựng. Cũng trong năm này, sau hơn 15 năm du học ở Nhật, về nước và được tổ đình giao trách nhiệm trông coi việc xây dựng tu viện, nhiều vấn đề việc xây dựng, danh xưng, quy mô và chức năng. Cuối cùng chúng tôi thống nhất lấy tên gọi Tu viện Vĩnh Nghiêm để đền đáp công ơn của thầy tổ, thống nhất xây dựng một ngôi tự viện bằng gỗ mang dấu ấn văn hóa Đại Việt. Khi chuẩn bị xây dựng, anh Phạm Anh Dũng phát tâm tiến cúng 200 mét khối gỗ giáng hương để làm Phật điện. Sau đó phải mua thêm mấy ngàn khối gỗ cầm xe nữa mới đủ. Ngày 26 tháng 9 năm 2009, nhằm ngày 8 tháng 8 năm Kỷ Sửu, tu viện khởi công. Số tiền khi xưa nhà nước đền bù cho tổ đình để di dời cổng Tam Quan, thầy Thanh Phong giao hết cho tôi xây dựng tu viện, và vừa xây được nền móng giảng đường cùng trai đường thì hết tiền. Thế là công trình phải mất 2 năm trơ gan cùng tuế nguyệt. Sau hơn 10 năm thi công, mỗi ngày có hơn 100 công nhân của hơn 10 tớp thợ khác nhau, tu viện hoàn thiện với hơn 10 kiến trúc đầy đủ các hạng mục của một ngôi già lam. Các kiến trúc sau đây được dựng bằng gỗ quý như Phật điện, tổ đường, phương đình cổng Tam Quan, tháp chuông, tháp quan âm, khai sơn đường, nhà bia, nhà dẫn, các kiến trúc bằng bê tông, cổng Tam Quan, thư viện, văn phòng, nhà linh, đông đường, tây đường, giảng đường, trai đường và nhà bếp. Lễ khánh thành được tổ chức vào ngày Húy Kỵ của Hòa thượng Khai Sơn Thích Tâm Giác, 20 tháng 10 năm Canh Tý, nhằm ngày 4 tháng 12 năm 2020 để tri ân thầy tổ, huynh đệ, cha mẹ, tăng ni Phật tử xa gần, anh em thợ đã hằng tâm hằng sản kiến tạo nên ngôi già lam này. Kính nguyện Phật pháp trường tồn, Việt Nam thịnh trị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thank you.
Thank you.
Thank you.